Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay lại là thứ bảy chủ nhật cuối tuần mình rảnh ở nhà này các bạn. Và hôm nay mình có mua mắm linh. Mắm linh thì đây là mắm linh này các bạn. Mình mua mắm 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 còn nguyên con nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món mắm chân. Mắm chân, mắm linh, thịt bằm và trứng nha các bạn. Thì ở ngoài chợ đó, những cái hàng thực phẩm có bán rất nhiều loại mắm. Mắm linh nè, mắm lóc nè, mắm cơm nè, loại còn nguyên con như vậy cũng có, và loại xay sẵn cũng có nha các bạn. Còn mình thì mình đây là mình chỉ mua mắm linh, mình ăn mình mua mắm linh mà còn nguyên con, về nhà mình sẽ bằm và mình trộn vào thịt ha các bạn ha. Các bạn bầm nhuyễn qua các bạn ha. Bầm nhuyễn ra nè. Rồi, ở đây là mình sử dụng khoảng 1 ký thịt và 3 lạng rưỡi mắm cá linh ha các bạn ha. 3 lạng rưỡi mắm cá linh. Mình sẽ bầm hết phần mắm cá linh này rồi mình trộn vào thịt nha các bạn. Đây. Và như vậy là tạm ổn rồi các bạn. Mình giữ nguyên luôn cái phần nước nước của mắm và mắm mình cho vào thịt nha các bạn. Rồi mình cho tất cả vào. Rồi, tiếp theo là mình trộn cái phần hỗn hợp tỏi, tỏi bằm, củ hành tím bằm, hành lá và ớt sắt vào cái phần thịt bằm và mắm mình đã vừa trộn vào nhau đó các bạn. Mình dùng muỗng mình đánh đều lên ha. Và món này ăn nữa thì đặc biệt là các bạn nên nhớ bỏ những cái tiêu sọ vào đó. Rồi, mình nêm nếm đây. Mình dùng 2 muỗng đường. Mình dùng 2 muỗng đường nha các bạn. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Và tiếp theo là bột cờ no các bạn. Mình cho một muỗng canh bột cờ no vào nha các bạn. Rồi mình dùng muỗng mình đánh đều tất cả các hỗn hợp vừa rồi lên nha các bạn, nhớ trộn đều vào nha. Rồi khi đã trộn đều rồi thì phần tiếp theo là mình cho trứng gà vào nha các bạn. Mình tách trứng mình cho tất cả lòng trắng và lòng đỏ vào luôn nha các bạn. Thì với nhiêu đây thì mình sử dụng 5 trứng gà.
Và để món càng thêm ngon thì các bạn để lại, lấy lại thêm hai lòng trứng đỏ cho bình nha các bạn. Hai lòng trứng đỏ để lát khi mà chén mắm chín á, mình quét lên cái mặt của chén mắm đó cho chén mắm của mình thêm đẹp và ngon nha các bạn. Rồi mình tiếp tục trộn đều lên. Và bây giờ là mình sẽ cho vào tô hoặc là chén để mình tiến hành mình chưng nha các bạn. Đây, những thịt mắm và trứng đã lẫn lộn vào nhau rồi, và trong đó ớt, tỏi và hành lá nữa, rất là ngon các bạn. Các bạn đừng quên là lấy tiêu sọ bỏ vào nha. Ở đây mình không có thời gian cho nên mình lót luôn một cái phần lòng đỏ trứng gà ở mặt trên luôn các bạn. Nhưng mà cách ở nhà các bạn làm đó thì các bạn nhớ là mình chưng cho nó gần chín tới rồi thì mình mới quét lớp trong lòng đỏ trứng gà này lên nha các bạn. Ở đây một ký thịt thì mình làm được một tô và ba chén như vậy nè. Rồi, mình sử dụng một cái nồi lớn và một lớp nước trắng ở dưới các bạn. Nhớ đặc biệt khi thực hiện món này thì mình phải đậy nắp cho kín thì mới mau chín nha các bạn. Rồi mình tiến hành mình chưng. Các bạn ơi, khi chưng món mắm chưng này thì các bạn lưu ý giùm mình đó là mình phải thường xuyên thăm nha các bạn. Thứ nhất là về phần nước nè, nước đó các bạn thăm, nếu cạn nước thì khét khét là nó hư cái nồi của các bạn luôn. Và cái thứ hai á, để các bạn biết được thử mắm chín hay chưa đó thì các bạn dùng một chiếc đũa các bạn xông vào cái chén mắm hoặc tô mắm á, xem cái phần ở bên trong nó có chắc hay chưa. Nếu nó còn xì nước lên á thì là phần mắm của mình chưa chín, còn nếu nó đã săn chắc rồi thì có lẽ là chén mắm và tô mắm của bạn đã chín nha. Nè đó, mình kết hợp với ớt, tiêu trên mặt của chén mắm này rất là ngon. Rồi, món mắm chưng của mình đến đây là hết. Chúc các bạn và gia đình có một bữa ăn ngon miệng nha.